Binh nói về việc Châu Bùi bị quay lén khi thay đồ. Rapper Binh động viên, ủng hộ bạn gái, fashionista Châu Bùi, lên tiếng việc bị kẻ xấu quay lén để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra. Tại buổi họp báo chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chiều ngày 26 tháng 6, Binh cho biết sau sự cố bị quay lén khi thay đồ, Châu Bùi buồn, mất ngủ, luôn trong tâm trạng khó xử. Hiện, bạn gái công tác nước ngoài nên Binh chỉ có thể động viên cô từ xa. Tôi tìm mọi cách khuyên để Châu thấy nhẹ nhàng hơn. Có những cảm xúc tiêu cực phải loại bỏ để tập trung cho những mục tiêu khác. Bản thân là đàn ông, tôi sẽ ít lo chuyện này. Nhưng với phụ nữ, họ dành nhiều năm xây dựng hình ảnh, anh nói. Theo huấn luyện viên Rap Việt, ở ngành giải trí, câu chuyện tương tự từng lấy đi sự nghiệp của vài người. Nhưng chỉ số ít mạnh mẽ đứng lên tiếp tục hoạt động. Anh không biết kẻ xấu có mục đích gì nhưng nghĩ cần phải lên tiếng để ngăn chặn. Trước đó, fashionista Châu Bùi có buổi làm việc ngày 23 tháng 6 tại một studio ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Khi thay đồ trong nhà vệ sinh, cô vô tình thấy cây sắt trong góc có gắn vật thể hình tròn màu đen dưới lớp khăn trắng. Kiểm tra, cô và ekip phát hiện chiếc camera quay lén, mau chóng báo công an. Sáng ngày 25 tháng 6, đại diện studio nơi Châu Bùi làm việc lên tiếng xin lỗi cô. Phía đơn vị này cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Hai ngày sau sự cố, Châu Bùi vẫn hoang mang. Người mẫu nói khi xác định có camera cài trong nhà vệ sinh, cô run cầm cập, ekip động viên, cô mới lấy lại tinh thần. Xem trích xuất camera, cô sốc hơn khi quá trình thay trang phục bị ghi lại. Tôi không dám tưởng tượng nếu như hình ảnh nhạy cảm nào đó của bản thân sẽ bị phát tán. Nếu sự việc không được phát hiện sớm, chưa biết sẽ tồi tệ đến mức nào, cô nói. Sáng ngày 25 tháng 6, Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3, xác định nghi can đặt chiếc đồng hồ có camera quay lén là nam thanh niên. Bước đầu, người này đã thừa nhận hành vi. Cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ của đối tượng để làm căn cứ xử lý. Binh và Châu Bùi công khai mối quan hệ hồi tháng 11 năm 2022 tại một đêm nhạc sau 3 năm quen biết. Rapper tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1989, quê Gia Lai. Sau thời gian ở Mỹ, anh về nước từ năm 2018 đến nay để phát triển sự nghiệp, có các bản hit như Thay Xác, Gen, Sofa, Big City Bo. Châu Bùi sinh năm 1998, từng thi The Face Việt Nam 2017 nhưng bỏ giữa chừng. Cô hiện là fashionista nổi tiếng, có hơn 3,4 triệu người theo dõi trên Instagram, thường xuất hiện tại các sự kiện thời trang như Paris Fashion Week, Milan Fashion Week. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.